À, 200 câu lý thuyết trích trong cuốn sách cực kỳ hot, đó là cuốn sách 200 câu, 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết dễ sai. Đấy, hôm nay chúng ta sẽ chữa 200 câu. Các bạn cùng comment đáp án cùng thầy nha, thầy cháu Nguyễn Phước. Hello, xin chào tất cả bạn và các em. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã tham gia buổi học ngày hôm nay. Let's go, chiến đấu nào. Câu số 1. Câu số 1 ạ. Ơ, file ở bên trên thầy Minh Miên Liên Hoa Học mà. File ở bên trên thầy Minh Miên Liên Hoa Học mà em. File ở trên đấy nha, các bạn nào chưa có file lên lên trên đó lấy nha. Câu số 1 ạ. Chất nào sau đây? Câu số 1 ạ. Chất nào sau đây không tác dụng với NaOH trong dịch? Không tác dụng nhá. Chất nào sau đây không tác dụng NaOH trong dịch? Anilin đúng không? Anilin không tác dụng. C6H5NH2. Anh này có tính bazơ. Đúng chưa? Anh này có tính bazơ yếu nên anilin là sẽ không tác dụng. Ok. Ok, thầy chào Phạm Tâm. Thầy chào Hồng Ngọc. Hồng Ngọc Ava đẹp thế, Ava cháy thế nhỉ. Câu số 2 ạ. Mình có 200 câu trong buổi tối ngày hôm nay mà. Chiến đấu để chiến thắng các em nhé. Chiến đấu cùng thầy nhé. Câu số 2. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 2 ạ? Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 2 các em? Amin bậc 2 nó có dạng là R1. Đúng chưa? NH, R2. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Đáp án C các bạn nhá. Câu số 3. Câu số 3. Thì mình rất là mong muốn tất cả bạn và các em cùng nhiệt tình comment đáp án cũng như là chia sẻ buổi học này lại về tường, bởi vì đây là một buổi học free. Cái việc mà các em nhiệt tình comment đáp án cũng như là nhiệt tình chia sẻ buổi học này lại về tường chính là một cái nguồn động lực để thầy mình có thể thực hiện các buổi live liên tiếp, chiến đấu sát cánh cùng các em cho đến ngày thì cuối cùng. Câu số 3. Alanin thì có thành phần hóa học cùng các nguyên tố nào? Thì alanin công thức của nó là C3H7NO2. Được chưa? C3H7NO2 thì nó sẽ có C, có H, có N, có O. CHNO đáp án đúng là đáp án D. Ok chưa? Câu số 4 ạ. Câu số 4 các bạn chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh ạ. Chất nào sau đây là disaccharide? Chất nào sau đây là disaccharide? Disaccharide nhé. Chất nào sau đây là disaccharide? Hiện tại thì mình đang chữa 200 câu tiếp theo, tiếp nối của buổi tối thứ 7 tuần trước nhá. Trong trích trong cái cuốn sách 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết dễ sai. Các bạn có thể mở sách, những bạn nào có sách rồi các bạn có thể mở sách ra các bạn chiến đấu. Chất nào sau đây là disaccharide? Đáp án đúng là đáp án C. Saccharose. Câu số 5. Câu số 5. Carbohydrate nhất thiết phải chứa nhóm chức của, thì carbohydrate thì nhất thiết nó phải chứa nhóm chức của anh ancol, nghĩa là nhóm chức OH nhá. Nhất thiết phải chứa nhóm chức của ancol, đó chữ OH. Câu số 6 ạ. Metinacetate thì có công thức phân tử là, metinacetate thì có công thức phân tử là metinacetate CH3COOCH3. Vậy công thức phân tử của cháu nó là C3H6O2. Được chưa? Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A các em nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đáp án A. Câu số 7 ạ. Câu số 7 ạ. CH3CHO thì phản ứng với H2 đun nóng thì ta thu được anh nào? Thì CH3CHO mà phản ứng với H2 thì chúng ta sẽ thu được C2H5OH hay chính là CH3CH2OH. Đáp án chính xác chúng ta đáp án A. Tuyên Dương thì mình tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án đúng câu 7 là đáp án A, và chia buồn với tất cả các bạn đã chọn câu 7 đáp án D. Thì thấy có rất nhiều bạn chọn đáp án câu 7 ở đáp án D. Chia buồn với tất cả các bạn và các em. Một lần sai là một lần nhớ, sai một lần nhớ cả đời nhá. Hãy để cho cái việc sai của các em ở bên cạnh thầy mình, để thầy mình giúp cho tất cả các bạn và các em cùng sai. Để chợ sai đủ 10.000 lần thì chúng ta trở thành thiên tài. Câu số 8. Chất nào sau đây phản ứng được với dung dịch axit acetic tạo ra chất khí ở điều kiện thường? Lưu ý nhá. Phản ứng được với axit acetic để thu được chất khí ở điều kiện thường thì nó chỉ có thể là NaHCO3 do CH3COOH cộng với NaHCO3 tạo thành CH3COONa cộng với lại CO2 cộng với lại H2O. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C. Đáp án chính xác câu số 8 là đáp án C. Câu số 9 nào các em? Câu số 9 các bạn chọn đáp án gì nào? Có bao nhiêu chất? Có bao nhiêu chất mà chứa vòng benzen cùng công thức phân tử C7H8O? Có bao nhiêu chất mà chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử là C7H8O?
hôm nay thầy trò chúng ta cùng chiến đấu với nhau nhá, ở bên nhau, chiến đấu với nhau đâu có che cái gì đâu ở Tiến Trấn, xịn mà, chẳng có che tẹo gì. Ok, giờ em thoát ra vào lại xem nhá. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và comment đáp án cùng thầy Minh. Hôm nay chúng ta chiến đấu 200 câu lý thuyết hay sai. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã comment nhiệt tình trong buổi học ngày hôm nay. Chứa vòng benzen mà chứa C7H8O. Đây, vẽ mạch C7 ra. Đúng không? Bây giờ mình cho O chạy. Trục đối xứng này. Trục đối xứng này. O cắm ở đây là 1, 2, 3, 4 và cắm ở giữa này là 5. Vậy ta tổng cộng có 5 chất nhá. Đáp án chính xác của chúng ta, đáp án đúng của chúng ta là đáp án B các em ạ. Chia buồn với tất cả các bạn đã comment đáp án sai. Đấy, đây là những câu lý thuyết dễ nhá mà chúng ta đã bị sai rồi. Nhưng không sao cả. Thà nước mắt lăn dài trong buổi live với thầy Minh còn hơn là để mồ hôi rồi lã chã trên tờ giấy thi. Câu số 10. Phát biểu nào sau đây là sai? Câu số 10 ạ. Nay có rap chứ nhưng mà chốc nữa mới rap. Bây giờ phải khởi động đã, không các bạn toàn. Đấy, bây giờ mấy câu dễ này mà còn ít bạn comment đáp án. Được chưa? Câu số 10 ạ. Phát biểu nào sau đây sai? À, cách nhiều bạn bảo là số 5 thì ô như thế nào? Đây, số 5 đây. Ô CS3 các em nhé. Đấy, đây là cái số 5. Câu số 10 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Nào, câu số 10 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai ạ các em? Comment mạnh mẽ lên các em ạ. Đừng có ngại ngùng, đừng có sợ sệt. Có thầy Minh ở đây rồi, không có gì đáng ngại hết. Dung dịch sữa bò đông tụ khi nhỏ nước chanh vào là chính xác. Sữa bò là protein, nó sẽ bị đông tụ khi nước chanh là có tính axit nhá. Cái này đúng. Ở trạng thái kết tinh thì amino acid tồn tại trạng dạng ion lưỡng cực, đúng tiếp. Dung dịch gliala phản ứng màu biure là sai, nó phải là từ tripeptide trở lên cơ. Vậy sai là C. Câu 11 ạ. Cho dãy các chất, dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần. Nào, cho dãy các chất, dãy các chất sắp xếp có chứ, thầy livestream chiến hết. Đấy chưa? Đề trúng tủ này, đề thực chiến này, đề chống liệt, bản thân thầy Minh sẽ livestream chiến hết cùng tất cả các bạn và các em. Câu số 11 ạ. Dãy chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần. Vậy là anh đứng đầu tiên phải là anh có 3 giờ. Mạnh nhất nó là anh số 2. Đúng không? Lực 3 giờ giảm dần mà. Có phải anh số 2 không phải? Anh số 3 mới là anh mạnh nhất. Anh 3 rồi mới đến anh 2 nhá. Anh 3 rồi mới đến anh 2. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A. 3 rồi mới đến 2. Wow. Giảm dần mà kìa. Giảm dần mà. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Thấy không? Thấy chưa? Thấy chưa? Nhiều bạn sai chưa? Một lần sai là một lần nhớ. Sai một lần nhớ cả đời các em nhá. Quá kinh khủng. Câu 12 ạ. Câu 12 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Câu 12 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Dung dịch benzinamin trong nước làm quỷ tím hoa xanh. Benzin C6H5CH2NH2. Đúng rồi, làm quỷ hoa xanh. Chính xác. Thủy phân vinil acetat thu được ancol là sai, thu được anhít. Ứng dụng axit glutamic dùng làm mì chính, chưa chính xác. Tripalmitin là chất lỏng ở điều kiện thường là sai. Vậy dung dịch benzin amin trong nước làm quỷ tím hoa xanh mới đúng. Còn lại làm mì chính của chúng ta là muối mono natri của axit glutamic nhá. Ok chưa? Câu 13. Câu 13 nào các em? Thấy không? Sách 2000 này của thầy cực chất. Đây là một cuốn sách mà chuyên được sử dụng để giúp cho tất cả các bạn và các em luyện ăn chắc 8 điểm. Nào, câu số 13. Phát biểu nào sau đây là sai? 13. Phát biểu nào sau đây là sai? Thầy Minh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như là comment đáp án trong buổi học ngày hôm nay. Thầy Minh rất mong muốn tất cả các bạn và các em có thể comment nhiệt tình hơn nữa. Bởi vì đây là một buổi học free. Và cái việc mà các em comment nhiệt tình cũng như chia sẻ lại buổi học này, đấy chính là một cái nguồn động lực để thầy Minh có thể chiến đấu cùng với tất cả các bạn và các em từ hôm nay cho đến ngày hôm thi. Phát biểu nào sau đây là sai? Phân tử amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. Đúng. Số nguyên tử N trong peptide lysglucalava là 5. Thì bây giờ mình sẽ có này.
ba liên kết peptide là 3NHCO thì ta sẽ có 3N. Amino acid đầu C là va nên không có N. Amino acid đầu N là lysine, có hai nhóm N ra nên cộng 2N nữa nên có 5. Đúng tiếp. Trong y học glucose dùng làm dung dịch truyền tĩnh mạch, đúng. Thủy phân maltose trong môi trường kiềm là sai, thủy phân phải trong môi trường axit. Vậy sai là D. Nhá. Sai là D ạ. 14 ạ. Hydrat hóa alken X chỉ tạo thành một ancol. Alken X thỏa mãn điều kiện là thì nó phải là alken đối xứng bút 2N. Anh này này. Thì hydrat hóa thì nó chỉ tạo thành một ancol thôi. Đây là ancol mà anh ta thu được. Nhá. Câu 15 ạ. Úi giời, câu đếm này. Câu 15, câu đếm này. Căng chưa? Căng chưa các em, câu 15 này. Thuốc thử cần dùng để phân biệt dung dịch glucose và dung dịch fructose là nước brom. Chính xác. Glucose còn được gọi là đường nho. Chính xác. Cellulose triacetate là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo. Chính xác. Tơ acetate đấy. Được chưa? Câu D, fructose là chất kết tinh và không tan trong nước. Fructose kết tinh không tan trong nước. Sai. Kết tinh là đúng nhưng không tan trong nước là sai. Man và sắt là đồng phân hữu nhau. Đúng. Vậy ta có 4 phân biểu đúng. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A các em nhá. Đáp án A. Tuyên dương tất cả các bạn đã chọn đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Câu 16 nào. Số chất trong dãy làm mất màu nước brom. Thì điều kiện để làm mất màu nước brom, các bạn lưu ý nhá, điều kiện để làm mất màu nước brom là có liên kết PCC. Đấy. Hoặc C nối 3C. Hoặc chó của anhít. Nên butadien là 1, anilin là 2, anhít acetic là 3. Toluen, toluen không là mất màu dung dịch nước brom ở điều kiện thường. Pentan không, acid mest acrylic có, styrene có. 1 2 3 4 5. Ta tổng cộng có 5 chất. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D các em nhá. Phải thật nhanh ạ. Thì mình rất là cảm ơn tất cả bạn mà các em đã nhiệt tình comment đáp án ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này và tag giúp thầy Minh tất cả các bạn của các em vào đây ạ. Để nhận được món quà siêu siêu đặc biệt. Câu 18 ạ. Câu 17 ạ. PVC. PVC thì được điều chế trực tiếp từ vinin clorua các em nhé. PVC thì được điều chế trực tiếp từ vinin clorua. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ thầy cảm ơn Bình nhá. Bình vừa tặng thầy một bông hoa hồng. Cảm ơn em. Câu 18 ạ. Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glycerol? Thì xà phòng hóa. Phải thật nhanh nào các em. Phải thật nhanh. Nào. Đây là những cái câu lý thuyết cực kỳ dễ. Và thầy Minh muốn dùng nó để ôn lại phần kiến thức lý thuyết cho tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glycerol? Thì đó là gì ạ? Tristerin. 19 ạ. 19 ạ. Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch COS4 ạ? Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch COS4? ZN đẩy được CU, AL đẩy được CU, FE đẩy được CU. Vậy không, đó là AG. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. Câu 20. Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi là cao nhất? Trong các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi là cao nhất? Lưu ý nhá, chất nào có nhiệt độ sôi là cao nhất thì nó phải là thằng axit, đúng không? Đáp án đúng là đáp án C. Rồi. Thế mình rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như comment đáp án trong buổi học ngày hôm nay. Và nhân cái buổi học ngày hôm nay, thầy Minh có một món quà đặc biệt gửi tặng tới cho tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học này. Đấy là một món quà đến từ thầy Minh Myelin Hóa Học. Đấy. Một món quà cực kỳ đặc biệt mà thầy Minh muốn dành tặng cho tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay. Đấy, các em sẽ được nhận được bộ 10 đề thực chiến 9 cộng của thầy Minh này. Ok chưa? Bộ 10 đề chuẩn chúng, bộ 10 đề chống liệt hóa sẽ live stream liên tục 3 cái mega live. Vào hôm 25, 26, 27 tháng 6 này. Một cái file PDF tổng hợp. File PDF là file PDF của sách sổ tay nhá. Một cuốn sách cực kỳ hot của thầy Minh. Để giúp cho tất cả các bạn và các em chinh phục trong kỳ thi ngày hôm nay. Trong kỳ thi năm nay. Và một cái phần quà cực kỳ đặc biệt nữa do thầy Minh tự tổng hợp. Đấy là bộ quà tủ trúng bài tập vận dụng cao thực tế năm 2024. Được chưa? Các bạn nhớ thực hiện đủ 3 bước này để nhận quà của thầy Minh nhá. Ok chưa ạ? Đấy. Rồi, mình chiến đấu tiếp nhá. Câu số 21 ạ. Bạn nào chưa nhận được quà thì phải thật nhanh nhá. Bạn nào chưa nhận được quà thì phải thật nhanh nhá. Nào câu 21 ạ.
Câu 21 ạ. 21 ạ. Metinamin không phản ứng với anh nào? Metinamin là CH3NH2. Anh này có tính bazơ yếu nhá. Anh này có tính bazơ yếu. Bazơ yếu thì nó phản ứng với HCl, nó phản ứng với H2O4. Đúng chưa? Nó phản ứng với O2, nó không phản ứng với H2. Nên đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Câu 22. Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm chứa nitơ? Thì nó là protein. 23. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Thì lâu nay không rảnh chơi Free Fire, đúng không? Rap hóa đấy. Thì nó là Na. 24. Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit? Thì tinh bột sen có, xác có. Vậy không thủy phân trong môi trường axit là C, glucose. Câu 25. Polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là, trùng hợp là polyethylene CH2 nối đôi CH2, thì điều chế nó bằng phản ứng trùng hợp. Câu 26. Este nào sau đây khi tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu được hỗn hợp sản phẩm gồm? Thì nó là anh este, là este gì ạ? CH3 này, COOCH nối đôi CH2 các em nhá. Câu 27. Chất đích có công thức cấu tạo thì tên gọi nó là metin propionate. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 28. Phát biểu nào sau đây là sai? 28. Phát biểu nào sau đây là sai? Thủy phân etin acetat thu được ancol metilic. Sai luôn. Thu được ancol etilic nhá. 28 sai. A. 29 ạ. Những dung dịch có pH lớn hơn 7 ạ. Dung dịch mà có pH lớn hơn 7 vậy thì nó phải là dung dịch có môi trường kiềm, đúng không ạ? NaCl bỏ, Na2CO3 là 1, Na4Cl bỏ, CH3CONa là 2, X2 và X4. Đáp án đúng là đáp án B. Câu 30. Chất X có phân tử khối bằng 60. Chất X có phân tử khối bằng 60. Phản ứng với Na, NaOH, NaCO3, vậy X chỉ có thể là CH3COOH. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B. Ok chưa? Đấy, thế mình rất cả cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như là comment đáp án trong buổi học ngày hôm nay. Vừa nãy thì mình vừa demo rap hóa học cho các bạn một chút thôi. Và bây giờ chúng ta lại chiến đấu tiếp nha. Để mà đạt được 8 điểm thì các bạn cố gắng phấn đấu làm sao phải rap được hóa học như thế mình. Ok chưa? Câu 31. 31 chúng ta chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh. Phải thật nhanh ạ, 31. Chất nào sau đây là mềm nước cứng có tính cứng tạm thời? Na2CO3 đúng không em? Đáp án chính xác chúng ta đáp án B. 32. Công thức của sắt 3 oxit là Fe2O3. Đáp án chính xác là đáp án A. Rất nhanh. Đây là những cái câu mà các bạn rất hay bị sai. Mà cái chỗ này sai các em bị gọi là sai ngu đấy ạ. Chỗ này bị sai gọi là sai ngu đấy. Thì chúng ta luyện tất cả các cái câu trong cuốn sách 2000 của thầy mình thì các bạn sẽ không bị sai ngu nữa. Câu 33. Phát biểu nào sau đây là sai? Câu 33. Phát biểu nào sau đây là sai? 33. Cho CO2 2 lần vào lòng trắng trứng sẽ hiện màu vàng. Sai luôn. Lòng trắng trứng thì phải là màu gì? Màu gì ạ? Màu tím, đúng không? Sai luôn, sai lẻ luôn. Câu 34. Thủy phân hoàn toàn một triglycerid, đấy, thu được gốc axit palmitic và gốc axit oleic, số công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất trên. Vậy ta sẽ có này. P O P O P POP OPP. Đúng chưa? OOP P OP O chứ. OP O. Vậy ta tổng cộng có 4 anh nha các em nhé. 34. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B, bỏ 4 anh các em nhé. Chính xác ạ. Tuyên Dương bạn đã trả lời đáp án 34B. Tuyên Dương cày có. Tuyên Dương tất cả các bạn và các em. Thầy cảm ơn Tân Bùi Đình nhá. Thả cho thầy một tim này. Cảm ơn em. Rất cảm ơn bạn Tân Bùi Đình. Rồi các bạn ơi, comment đáp án nhiệt tình lên nào. Chiến đấu để chiến thắng, chiến đấu vì màu cờ các em nhá. 35 ạ. Cho kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch COS4. Lưu ý nhá. Fe nguyên chất vào dung dịch COS4 thì số thí nghiệm xảy ra phản ứng ăn mòn kim loại, anh này là 1. Ăn mòn kim loại đúng không? Fe bị làm sao bị tan ra? Nhôm nguyên chất và HNO3 đặc nguội cũng có ăn mòn. Mg nguyên chất trong xí khí CL2 có ăn mòn. FeCu và H4 có ăn mòn, vậy 4 thằng đều là ăn mòn kim loại. Ăn mòn kim loại là hiện tượng kim loại bị biến mất đi, đúng không? Có thể là hóa học, có thể điện hóa đều được. Câu 36 ạ. Số phát biểu sai ạ. Nào các bạn cùng chọn cho thầy mình xem nào. Phát biểu nào là phát biểu sai? 4 chứ. Ăn mòn kim loại mà chứ không phải là ăn mòn điện hóa hay là mòn hóa học. Được chưa?
Sáng nào thì cũng like từ 5 giờ. Sáng nào thì cũng like. À nhôm nguyên chất và nó ba đặc nguội là không bị ăn mòn. Đúng rồi, sorry. Tí toang đấy, ba anh thôi. Đúng không ạ? Đọc nhanh quá là tí cũng toang đấy, ba anh thôi. Nhôm nguyên chất mà nhôm nguyên chất thì bị thụ động. Ok nhá. Thank you bạn nâu. Thank you bạn người không tên. Cảm ơn các em. Đúng rồi. Câu tiếp theo ạ, câu 36 ạ. Câu 36 ạ. Cho các phát biểu sau 36. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu sai là nào, cho các phát biểu sau. Số phát biểu sai là glucose được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. Đúng. Chất béo là diete là sai nhá, chất béo phải là triete nhá các em nhá. Chất béo phải là triete nhá. Phân tử amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. Đúng tiếp. Ở nhiệt độ thường triolin ở trạng thái rắn là sai, trạng thái lỏng. Trong mật ong chứa nhiều fructose. Đúng. Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản con người. Đúng. Vậy chúng ta sẽ có 4 phát biểu đúng. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. 36 đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Câu 37, anilin thì không tác dụng được với anh nào? Anilin là anh C6H5NH2 thì nó sẽ tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng HCl này. Tác dụng với cả HNO2, nó không tác dụng với NaOH thôi. Vậy 37 đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án gì ạ? C, không tác dụng ạ. À, số phát biểu sai ạ. Ừ nhỉ. Số phát biểu sai thì đi chọn đúng. Rồi, thank you các em. 2 thôi. C nhá. Rồi, thank you các em. Đấy. Số cho phát biểu sai. Rồi, cảm ơn các em. Câu 38 ạ. Phương trình ion thu gọn này là của phản ứng nào? Thì các bạn lưu ý ạ, phương trình ion thu gọn nó sẽ không có khí nhá. Nó sẽ không có khí. Được không ạ? Vậy ý A bỏ ngay NH3. Nó không có kết tủa, nhưng ở đây nó có cái tủa CH lần là được. Đấy chưa? Nhưng mà nó sẽ không có cái tủa CH4, không có cái tủa BS4. Vậy mình bỏ C, mình bỏ D đi. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B các em nhá. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B, bỏ. B bỏ. Câu 39 ạ. Kim loại nào có độ cứng lớn nhất? Câu 39 ạ. Kim loại nào có độ cứng lớn nhất ạ? Kim loại nào độ cứng lớn nhất? Anh nào ạ? Anh chrome. Chính xác, đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. 40 ạ. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp hay là tơ nhân tạo nhé. Tơ nào sau đây thuộc loại là tơ bán tổng hợp hay là tơ nhân tạo? Thì ta sẽ có là anh nào ạ? Ta sẽ có anh nào? Anh nào là tơ bán tổng hợp hoặc tơ nhân tạo? Visco hoặc acetate các em nhé. Chính, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. 41 ạ. Khi nấu canh cua thì thấy các mảng riêu cua nổi lên là do sự đông tụ của protein do nhiệt độ. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. Câu 42. Tiến hành các thí nghiệm sau đây. Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa. Được chưa? Điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa, chúng ta phải nhớ được điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa. Kẽm vào COS4 có kẽm Cu. Đúng. Đồng và sắt 3 cộng không có. Sai. Cho thép có carbon tiếp xúc nước mưa. Đúng. Thép dung dịch axit chloric có. Sắt tây tiếp xúc với nước tự nhiên có. 1, 2, 3, 4. 4 anh là ăn mòn điện hóa. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Ok ạ. Câu 43. 43 nào. 43 các bạn chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh ạ. Cố gắng làm sao phần đấu phải nhanh hơn cả thầy mình. Đấy, chúng ta đang chữa 200 câu lý thuyết hay sai trích ở bên trong cuốn sách 2000 câu trắc nghiệm lý thuyết hay sai của thầy mình. Và thầy mình đang live stream chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em. Thầy mình rất mong muốn rằng tất cả các bạn và các em ủng hộ thầy mình bằng cách là comment nhiệt tình hơn nữa và không quên chia sẻ buổi live này lại về tường các em nhá. 43. Cho chất X tác dụng với NaOH tạo thành khí Y xanh quỷ tí hoàng. Xem nào. Thằng này có, thằng này cũng có, cứ có NH4 là xanh quỷ tí mẩm rồi. X tác dụng HCl tạo khí Z, vừa làm vận đục nước vôi trong vừa mất máu dung dịch nước brom. Z làm vận đục nước vôi trong nhưng làm mất máu dung dịch nước brom. Vậy Z bắt buộc phải là SO2. Bỏ anh này. Bỏ anh này. Được chưa? Chất X không tác dụng với dung dịch BaCl2. Vậy bỏ nốt đáp án D, bởi vì SO3 tác dụng với Ba2+, vậy nó chỉ có thể là A thôi. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. À, có file nhé, file thì up ở trên thầy Minh Mưa Liên Hoa học các em ạ. Được chưa? Để biết điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa là phải thỏa mãn cả 3 điều kiện. Hai định cực khác nhau mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly. Được chưa? Tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly. Câu 44. Thành phần chính của khí biogas đó là gì ạ? Metan CH4 nha. 45. Cho các chất, số chất trong dãy là mất màu nước brom. Phenol là 1, glucose là 2, axit formic là 3, toluene không là mất màu điều kiện thường, vinyl acetylene là 4, fructose 0,
Anilin là 5. Tổng cộng có 5 cháu. Đáp án đúng là đáp án D. 46 ạ. 46 ạ. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện? Phải thật nhanh các em ạ. Phải thật nhanh. Qua cái chuỗi live 30 ngày liên tiếp dạy sớm học hóa, thầy mình nhận ra một điều rằng đa số các bạn bị mất điểm ở những câu lý thuyết dễ chứ không phải là những câu lý thuyết khó. Chính vì vậy nên thầy mình có những cái buổi live như thế này để giúp đỡ, để sát cánh, để chiến đấu ở bên cạnh tất cả các bạn và các em, để mong muốn rằng là tất cả các bạn và các em sẽ không bao giờ bị sai bất kỳ một cái câu lý thuyết dễ nào nữa. Chiến đấu cùng thầy mình nhá trong những ngày cuối cùng. Câu 46, kim loại nào sau đây điều chế bằng pháp nhiệt luyện thì nó là Cu, đúng không? 47, hợp chất nào sau đây xuất hiện ăn mòn điện hóa học? Hợp chất nào sau đây xuất hiện ăn mòn điện hóa học các em nhá? Đốt thanh sắt trong khi clo không được. Thanh sắt nguyên chất, sắt nguyên chất là không ăn mòn điện hóa rồi, đúng không? Vật bằng gang thép để trong không khí ẩm. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Câu 48 ạ. 48 các bạn chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh ạ. 48 ạ. Rồi, cảm ơn Vương Ngọc Báu nhá. 48, ở dạng mạch mạch hở phân tử glu có số nhóm OH là glucose, chúng ta sẽ có 5 nhóm OH, đúng không ạ? Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Tuyên dương tất cả các bạn đã chọn C. Câu 49, công thức khoa học của nhôm bromua. Nhôm bromua là AlBr3. Đáp án chính xác là đáp án B. 50. 50 ạ. Các hình vẽ sau mô tả cách thu khí. Được chưa? Hình 3 có thể dùng được để thu những khí nào? Hình 3 đây. Hình 3 là thu khí bằng phương pháp rời nước các em ạ. Thầy cảm ơn Tân Bùi Đình nhá. Bạn này đã gửi cho tặng cho thầy một bông hoa hồng. Cảm ơn em. Nào, ở hình 3 này chúng ta thu bằng phương pháp rời nước. Vậy phương pháp rời nước thì chỉ sử dụng để thu những cái anh khí mà không tan trong nước, H2 được. CH2 là phản ứng với nước nhé. NH3 là tan rất mạnh trong nước. SO2 cũng tan trong nước. HCl cũng tan rất mạnh trong nước. Vậy chỉ có N2 và H2 thôi. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. 50. Đáp án B bò nhá. Sai một lần sai là một lần nhớ. Sai một lần chúng ta sẽ nhớ cả đời. Cảm ơn Quỳnh Phạm, cảm ơn Phương Anh nhá. Các bạn nhìn thấy không? Ava, bạn Quỳnh Phạm, bạn Phương Anh cực kỳ cháy. Cảm ơn bạn Phạm Thị Ánh. Đây là những bạn mà chắc chắn là thuộc về team thầy Minh. Và chắc chắn năm nay sẽ được thầy Minh độ hết sức mình. Ok. 51 ạ. Fe tác dụng được với dung dịch nào sau đây ạ? 51 ạ. Fe tác dụng được với dung dịch nào sau đây ạ? Chắc chắn Fe bị thụ động. Phải ăn crust. Phải ăn cà rốt. Đấy, bọn này bị thụ động trong H2O3 đặc nguội và H2O4 đặc nguội. Các bạn lưu lại, nhớ nha. Dung dịch H2O4 đặc nguội, sắt tác dụng với H2O4 đặc nguội. Đáp án đúng là đáp án B à? Không phải, H2O4 đặc nguội cũng bị thụ động. Nó chỉ tác dụng với HCl đặc nguội mà thôi. Ok ạ, đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. 52. Khi xà phòng hóa tristerin thì ta sẽ thu được C17H35CONa và glycerol. 53. Số kim loại trong dãy phản ứng với HCl, K là 1, Mg là 2, Cu0, Al là 3. 3 cháu. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Ok ạ. Câu 54 ạ. Cho các phát biểu sau về carbohydrate thì cảm ơn bạn Bình nhá. Câu 54 ạ. Cho các phát biểu sau về carbohydrate. Phát biểu nào sau đây là đúng? Số phát biểu đúng. Các bạn nhìn thấy khủng hoảng không? Các bạn nhìn thấy khủng hoảng chưa? Nhưng không sao, không sợ gì cả. Team thì mình có thể mình độ. Glu và sắc đều chất rắn vị ngọt, dễ tan trong nước. Đúng. Tinh bột và sen đều là polysaccharide. Đúng. Trong dung dịch glu và sắc đều hòa tan CO2 lần tạo thành dung dịch phức màu xanh lam thẫm. Đúng. Khi thủy phân hoàn toàn thổ hợp tinh bột và sắc trong môi trường axit chỉ thu được một loại monosaccharide duy nhất là sai. Sắc thu được alpha glu và beta fructose. Sai. Đun nóng glucose với dung dịch AgNO3 trong N3 dư thu được bạc. Đúng. Glu và sắc đều tác dụng với H2 tạo ra sorbitol. Sai. 1, 2, 3, 4. 4 phát biểu đúng. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B các em ạ. Được chưa? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Đâu, câu 50 CH2 được mà. À, CH2 không được bởi vì CH2 tác dụng với nước các em nhé. CH2 tác dụng với nước. Rồi, sang câu 55. Lại chinh phục nỗi sợ hãi nữa của các em. Đâu đếm thiếu đâu. 1, 2, 3, 4 mà, 4 cháu mà. 55 nào. Cho phát biểu sau số trường hợp thu được kết tủa là CaO là lần dư thì mình thu được kết tủa CaCO3. Một cháu nhá. NH3 dư thì kết tủa thu được kết tủa AlOH3 lần. AlOH3 lần không tan trong NH3 dư, hai cháu. CO2 dư thì mình thu được kết tủa AlOH3 lần, không tan trong CO2 dư, ba cháu. AgNO3 thì mình thu được kết tủa AgCl. Bốn cháu. HCl vào K2SiO3 không thu được kết tủa nhá. Không thu kết tủa.
H2SiO3 của chúng ta nó được coi là chất lỏng, nó chìm xuống bên dưới nhá. Ure và ung dịch CaOH hai lần mình thu được kết tủa CaCO3. Được chưa? Mình sẽ có là tổng cộng là mình sẽ có 5 trường hợp thu được kết tủa nhá. 5 đáp án A, 55 đáp án A. Ok chưa? 56 tách nước của 2 metin butan ion. 2 metin butan ion thì tách nước thì ta sẽ thu được C nối đôi C gạch C gạch C. Anh này là 1 2 3 4 2 metin, được chưa? 2 metin. 2 metin bút 2 em nhá. 2 metin bút 2 em. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ. Câu 57 ạ. Trong các ion sau, ion có tính hô xoáy yếu nhất là. Trong các ion sau ạ. Nào, trong các ion sau ạ. Ion có tính hô xoáy yếu nhất nào. Ion có tính hô xoáy yếu nhất là thằng mà có tính nào. Ion mà có tính oxy hóa yếu nhất thì được tính là cái anh mà có tính khử mạnh nhất nhá. Nó là ZN. Được chưa? Câu 58, cặp chất cùng tồn tại trong một dung dịch ạ. Cặp chất mà cùng tồn tại trong một dung dịch đó là anh nào? Đó là anh nào? Cặp chất cùng tồn tại trong một dung dịch là nó không phản ứng với nhau. Ý C này, Cl trừ với bạc cộng là có phản ứng nhá. Được chưa? Ý A này, Fe2 cộng với NO3 trừ với H cộng là có phản ứng nhá. Được chưa? Đây, ý D này, H cộng với HCO3 trừ là tạo thành CO2 nhá, có phản ứng nhá. Vậy là cùng tồn tại trong một dung dịch là đáp án đúng là đáp án B bỏ. B bỏ các em nhá. Chính xác nhá. Ô, các em ơi, sorry. Ở chỗ này thầy bị thiếu này. Anh này tác dụng với anh này thì tạo thành là H2SiO3, mặc dù nó là chất lỏng nhá. Mặc dù là chất lỏng, nó là chất lỏng sánh, nhưng mà nó tách lớp và nó chìm bên dưới dung dịch. Nên là mình vẫn tính nó là kết tủa nhá. Mình vẫn tính nó kết tủa được. Vậy ở đây mình sẽ có 6 nhá các em nhá. Chữa phải chuẩn. Yeah. Chữa phải chuẩn ạ. Ok chưa? N2CO3 không phải kết tủa đâu. Câu 59 ạ, amin chứa vòng benzen đó là anilin. À, 60. Công thức phân tử của kali dichromat là K2. Kali dichromat là K2CN2O7. Đáp án đúng là đáp án A. A nhá. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và comment đáp án trong buổi học ngày hôm nay. Cái việc mà các em comment đáp án nhiệt tình đấy chính là nguồn động lực để thì mình có thể livestream liên tục chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em từ hôm nay đến ngày cuối cùng. Câu 61, chất nào sau đây là monosaccharide? A glucose. 62. Khi thủy phân hết pentapeptide X. Nào, comment thật nhanh các em ạ. Khi thủy phân hết pentapeptide X thì thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm? Chứa gốc glycine mà phản ứng màu biore. Ôi giời, chứa gốc glycine mà phải còn biore nữa. Thì đầu tiên ạ, là biore thì nó phải là từ tripeptide trở lên. Glyalava là 1. Đúng chưa? Valagly là 2. Đấy là từ tripeptide trở lên. Thế bắt đầu tetra này, Gliala và ala là 3 này. Đúng chưa? Và ala và ala gli là 4. Vậy chúng ta tổng cộng là ta sẽ thu được tối đa là 4 anh các em nhá. 4 anh đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. 62 đáp án chính xác là đáp án A. Câu 63. Câu 63. 63 đáp án gì ạ? Khi cho anh này tác dụng với NaOH thì sản phẩm thu được muối và chất hữu cơ X. Muối của chúng ta tác dụng NaOH H2N CH2 CONA và chất hữu cơ X của chúng ta là CH3OH. Đúng chưa? Ancol methylic đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Câu 64. Trùng hợp acryon nitrin. Trùng hợp acryon nitrin thì chúng ta sẽ thu được tơ nitron. Đáp án đúng là đáp án C. 65. Công thức chung của estenol đơn chức mạch hở là CnH2NO2. Quá dễ dàng luôn. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. 66 nào. Úi giời ơi, câu này đếm. Đa số các bạn rất sợ những câu như thế này, đúng không? Thành phần chính của phân đạm ure, chính xác. Phân đạm amoni nên bón cho loại đất chua, sai. Bởi vì nó sẽ làm do gây chua đất. Cho thực vật là một loại phân kali, đúng, cung cấp kali. Độ dinh dưỡng phân lân đánh giá phần trăm khối lượng phốt pho, sai, phần trăm khối lượng P2O5. NPK là một loại phân bón hỗn hợp, đúng. Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét, chỉ bạn cho cây, đúng. 1, 2, 3, 4, chúng ta có 4 nhận định đúng. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. 66 đáp án C ạ. 67, số đồng phân axit thì đưa về C3H7COOH345248. 3 ta có 2, đáp án đúng là đáp án C. Chiến đấu thật nhanh ạ. Phải thật nhanh ạ. 65 ạ, CnH2NO2 mà N lớn bằng 1 chứ. Tại sao là N lớn bằng 2 được? Được chưa? À bao nhiêu cái sai à?
Thế bài hỏi bao nhiêu cái sai? Đúng rồi, thank you các em. Mắt thấy lé, bao nhiêu cái sai? Thì mình chỉ có 1, 2 cái sai thôi đúng không? 2 cái sai, B. 68 ạ, tiến hành các thí nghiệm sau. 68 ạ, tiến hành thí nghiệm sau. À đúng rồi, cái chỗ này bị sai, lớn hơn bằng 2 chứ. Đấy, lớn bằng 2. ST no đơn chức phải điều kiện. Đấy, thầy chưa nhìn điều kiện, tí tọa. Tí tọa, thank you các em. Câu 68 ạ, tiến hành các thí nghiệm sau. 68 ạ, tiến hành các thí nghiệm sau. Đây mất một ngón này. 68. Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa. Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa. Nào. Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa. Sắt và HCl nhỏ thêm vài giọt COS4. Đúng một cháu. Sắt và FeCl3 không nhá. Thép và dung dịch ZnS4. Chú ý là rất nhiều bạn bị lừa đây. Sắt không đẩy được kẽm. Sắt vào COS4 được. Kẽm HCl không. Vậy ta chỉ có hai anh thôi nhá. Bởi vì thép là Fe không thể đẩy được Zn. Vậy hai cháu C. Hai cháu thôi. Ok ạ. 69 ạ. Chất nào sau đây là chất điện ly mạnh? Điện ly mạnh là bazơ mạnh C. 70. Fe và dung dịch sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dịch gồm hai muối và hai kim loại. Hai kim loại là thứ tự tạo thành kim loại là tính khử tăng dần. Vậy là Ag và Cu. CuAg. Hai muối thì thứ tự muối tạo thành là tính oxy hóa tăng dần. Vậy muối đầu tiên là FeNO3 hai lần. Muối thứ hai là CuNO3 hai lần. Đúng chưa? FeNO3 hai lần và CuNO3 hai lần. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Ok ạ, câu 71 ạ. Dãy hãy so sánh tính chất vật lý của kim loại nào dưới đây là không đúng. Nhiệt độ nóng chảy. Đúng rồi. Khả năng dẫn điện bộ đội bạc đồng vàng Việt, bộ đội Việt Nam, đúng. Tính cứng chrome phải cứng hơn sắt, sai là C. 72 ạ. 72 ạ. 72 đáp án gì các em ơi, comment thật nhanh nào. 72 à? Nếu cho dung dịch NaOH, nếu cho dung dịch NaOH từ từ tới dư vào trong dung dịch AlCl3 thì thấy xuất hiện điều gì? Từ từ tới dư nhá, cảnh chân từ dư. Vậy là xuất hiện kết tủa màu keo trắng, đúng không? Kết tủa tăng dần đến cực đại, sau đó kết tủa tan dần đến dung dịch trở lại trong suốt. Và đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B các em ạ. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B. Câu 73. Phát biểu nào sau đây là sai? Anilin và alanin đều cùng số nguyên tử H. Anilin ạ. C. Anilin là C6H5NH2. Alanin là C3H7NO2. Đúng chưa? 527 cùng, đúng. Thành phần chính của tơ tằm là fibrin, đúng. Các amino acid đều ít tan trong nước là sai. Amino acid đều tan rất tốt trong nước tại vì nó tạo thành trạng thái ion lượng cực. Sai là C. 74. Kim loại M tính chất nhẹ, bền trong không khí, nhiệt độ thường, tan được trong dịch NaOH. Đúng chưa? Nhưng không tan trong H3 đặc nguội. Không thể là tan trong NaOH thì không thể CR, không thể Z, không thể Fe được. Đúng chưa? Không tan được trong dịch H3 đặc nguội thì không thể là ZN được. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D, Al. Rất dễ luôn. Quá dễ dàng. Câu 75. Hóa chất dùng để phân biệt Fe2O3, thằng này là dương 3, thằng này là dương 8/3, chưa mắc số oxy hóa. Vậy mình sẽ đi sử dụng một thằng có tính oxy hóa mạnh. Đúng chưa? Là nó sẽ xảy ra phản ứng oxy hóa các em nhé. Vậy đó là sử dụng HNO3 loãng. Thì Fe2O3 phản ứng không sinh ra khí, còn Fe3O4 phản ứng thì nó sẽ sinh ra khí. Được chưa? 76. 76 các bạn cho đáp án gì nào? Phải thật nhanh ạ. Comment đáp án thật nhanh thì mình coi nào. 76 ạ. 76 các bạn chọn đáp án gì nào? 76 ạ. Nhanh tay nào các em. Dãy các kim loại đều có thể điều chế bằng phát biện phân dung dịch muối của chúng với điện cực trơ. Ý A bỏ Ca. Ý B bỏ Li. Ý C bỏ Li. Ý D bỏ Zn. Sorry ạ, không phải Ý C phải bỏ. Ý B bỏ Al. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Zn Cu Ag. Nhá. 77 ạ. 77. Li không thể điện phân bằng phương pháp điện phân dung dịch muối được. Đáp án C. 77 ạ. 77 các bạn chọn đáp án gì nào? Nhanh tay nào các em. 77 nào. Phải thật nhanh. 77 ạ. Cho dãy các chất, số chất trong dãy tác dụng H4 loãng. Ag là không, đúng không? Fe3O4 là có. Na2CO3 là có. FeOH3 lần là có. 3 cháu. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. 3 cháu. 78. Quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ monomer thành phân tử lớn polymer
đồng thời giải phóng những phân tử nhỏ khác, được gọi là, chú ý là giải phóng các phân tử nhỏ khác. Vậy nó là trùng ngưng các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. 79, tơ nào sau đây là tơ nhân tạo? Nhân tạo là bán tổng hợp, visco và acetat. A. 80, phương pháp chung để điều chế kim loại NaCl trong công nghiệp, đó là phương pháp điện phân nóng chảy. B. 81, tác dụng với CW hai lần trong môi trường kiềm tạo dung dịch màu xanh lam, là watt đa kể, flux là 1, glu là 2. Đúng chưa? Xanh lam nhá. Và gliala là có tác dụng nhưng không tạo thành màu xanh lam mà tạo thành màu tím. Vậy chỉ có hai cái thôi. C. 82, công thức nào sau đây là công thức chất béo? Chất béo là trieste. Đáp án đúng đáp án C. 83, khí nào sau đây gây ra hiện tượng mưa axit? Hiện tượng mưa axit là gì ạ? B. SO2. 84, chất nào sau đây thuộc loại chất điện đi mạnh? B. Là ACL. 85, công thức phân tử của ethylene là C2H4. D. 86, cho các phát biểu sau. 86 ạ. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ. Đúng. Thành phần chính của super phốt phát kép, kép thì không thể có C2H4 được. Sai. Kim cương được dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan. Đúng. Ammoniac được dùng để sản xuất acid nitric phân đạm. Đúng. Mình có 3 đáp án đúng. Đáp án đúng là đáp án A. 3 cái. Ấm luôn. 87, tên gọi khác của ethanol là alcohol ethylic. 88, khử mùi tanh của cá thì chúng ta sẽ sử dụng một anh có tính acid, đó là giấm ăn. D. 89, ALH 3 lần không tác dụng với dung dịch nào sau đây? Hydroxit lưỡng tính, tác dụng acid 3 giờ, không tác dụng với Na2H4. Đáp án đúng là chúng ta đáp án D. Kính chưa? Ráp hóa. 90, chất nào sau đây chất điện đi mạnh? 3 giờ mạnh, A. NaOH. 91, polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên? Tơ tằm, C. 92, hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố? B. Carbon. Ok ạ. 93, kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? Gì ạ? C. Na. Kèm nhá. C. Na. Phải thật nhanh. 94, trong công nghiệp kim loại nhôm được điều chế bằng phương pháp nào? Phương pháp đó là phương pháp điện phân nóng chảy, Al2O3. D. 95, ngộ độc máu này, giảm khả năng vận động này, đốt than trong lò, CO. C. 96, vinin acetat. Vinin acetat, đáp án đúng là đáp án C. Vinin acetat. 97, phương trình hóa học nào sau đây là sai? Đúng này. Anh này cộng HNO3 sinh ra NO, đúng này. FeAOH 3 lần cộng HNO3 sinh ra FeNO3 cộng nước, đúng này. Fe cộng CL2 tạo thành FeCl3 chứ không phải FeCl3. Không phải FeCl2. Vậy sai của chúng ta là đáp án C. 98 này, công thức của glycerol C3H8O3. A này. 99 này, Y là này. X này, Y không tan trong nước. Vậy không thể HCl, không thể NH3, không thể CL2. C. O2. 100. Chúng ta đã đi được một nửa quãng đường tối ngày hôm nay rồi. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã ở bên cạnh thầy Minh. Cho các chất, số chất bị thủy phân trong môi trường axit đun nóng. Triolin là 1, glucose 0, ethyl acetat là 2, gliala là 3. 3 cháu. Ok nha. Các em ơi, ngày hôm nay là kỷ niệm tròn 1 tháng liền thầy Minh dậy sớm học bài cùng với tất cả các bạn và các em vào 5 giờ 15 phút sáng. Chính vì vậy nên thầy Minh có một món quà đặc biệt dành tặng cho tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi thầy Minh trong những ngày vừa qua. Đó là một món quà cực kỳ đặc biệt dành tặng cho tất cả các bạn và các em. Đây, món quà đặc biệt đây. Đấy, các em sẽ được nhận 10 đề thực chiến 9+. Thầy sẽ live chữa full vào Mega Live ngày 25 tháng 6. 10 đề chuẩn trúng, thầy sẽ live chữa full vào ngày 26 tháng 6. Và 10 đề chống liệt, thầy mình sẽ live chữa full vào ngày 27 tháng 6. Chưa dừng lại đó, thầy còn tặng các em file PDF, sổ tay tổng hợp lý thuyết toán lý hóa anh sinh, một cuốn cực kỳ chất để luyện thi trong năm nay. Được chưa? Ngoài ra còn được tặng bộ tài liệu cực chất tủ trúng bài tập vận dụng cao thực tế năm 2024 và tổng hợp file đề 30 buổi luyện não sáng sớm cực kỳ chất nha các bạn. Nhớ thực hiện đầy đủ 3 bước để nhận được quà từ thầy Minh nhá. Nhớ thực hiện đầy đủ 3 bước để nhận được quà xịt sò từ thầy Minh nhá. Nào, chiến đấu tiếp nào các em ơi. 101. Đấy, nhiều bạn bảo là thầy chữa nhanh quá. 101, thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng? Lưu ý nhá, không xảy ra phản ứng. H cộng này, Fe2 cộng NO3 trừ, có. Si vào NaOH đun nóng, có đấy nhờ. NaHCO3 vào HCl, có tạo thành CO2. AgNO3 và H3PO4 không xảy ra phản ứng, bởi vì kết tủa Ag3PO4 bị tan trong dịch HNO3 nên không xảy ra phản ứng, là đáp án D. Được chưa? Câu 102.
cho phát biểu sau, số phát biểu đúng là, cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là acetylene và ethylene đồng đẳng của nhau, sai. Acid formic có phản ứng tráng bạc, chính xác một cái. Phenol là chất rắn ít tan trong nước lạnh, đúng hai cái. Acid acetic được tổng hợp trực tiếp từ methanol, đúng, cho CH3OH cộng với CO là tạo thành CH3COH ngay lập tức luôn. Ba cái đúng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D các em nhé. Câu 103. Câu 103. Cho phát biểu, số phát biểu đúng là 103. Cho các phát biểu, số phát biểu đúng là các nguyên tố ở nhóm 1A đều là kim loại, sai, H không phải kim loại. Dẫn điện kim loại giảm dần thứ tự: bộ, đội, Việt, Nam, đúng không? Bạc, đồng, vàng, nhôm, sắt, đúng. Na khử được đồng hay cộng, sai. Na tác dụng với nước. Nhôm bị ăn mòn điện hóa khi cho vào Na cộng S4 hay trừ chẳng ảnh hưởng. Nó bị ăn mòn hóa học cơ, không phải ăn mòn điện hóa. Fe và AgNO3 dư sau phản ứng thu được dung dịch chứa hai muối. AgNO3 dư thì ta sẽ thu được Fe3 cộng, đúng chưa? Và Ag cộng dư, đúng là ba muối thật, đúng là hai muối, hai muối thôi, hai muối nhá. Mg và FeCl3 dư thu được Fe không thu được, tại vì Mg không đẩy được Fe nữa do FeCl3, được chưa? Vậy mình có số này đúng 1, 2. Ô, chỉ có hai phát biểu đúng thôi, B và E các em nhá. B và E, hai phát biểu đúng. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok ạ. Thầy cảm ơn Hưng Duy nhá. Hello, chào Hưng Duy. 104 ạ. Hợp kim Na và kim loại X có nhiệt độ nóng chảy là 70 độ, dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một số lò phản ứng hạt nhân. Kim loại X là hỗn hợp là Na và K đấy, còn gì nữa. Được chưa? Na và K, đáp án đúng là đáp án A. Có bạn hỏi sao E đúng. Đây Fe mà cộng với Ag cộng dư thì đầu tiên lên Fe2 cộng, cộng Ag. Nhưng do Ag cộng dư nên Fe2 cộng, Fe2 cộng nó sẽ tác dụng tiếp với Ag cộng để tạo thành Fe3 cộng, cộng với Ag. Do Ag cộng dư nên dung dịch vẫn còn Fe3 cộng và Ag cộng. Ok nhá. Câu 105. Cho giải các chất, số chất vừa tác dụng với NaOH vừa tác dụng HCl. Anh này là muối amoni một cháo. Anh này tác dụng với HCl chứ không tác dụng với NaOH. Anh này là gì ạ? Peptide có hai cháo. Anh này là muối clorua tác dụng với NaOH chứ không tác dụng HCl. Saccharose thì chỉ thủy phân trong môi trường axit. Glycine có. Vậy mình sẽ có 1, 2, 3 cháu. 3 cháu đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ các em nhé. 105 ý B. Câu 106 ạ. 106 ạ. Cho phát biểu sau, số phát biểu đúng là điều chế kim loại nhôm bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3, đúng. Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tan trong nước điều kiện thường là sai. Bari và magie không. Quặng bôxit thành phần chính là sai. Bôxit phải có Al2O3, đúng không? Đúng không ạ? Các em ơi, comment đáp án phải thật nhanh vào. Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo, đúng. Thạch cao sống, thạch cao sống là Ca4+2 nước, đúng không? Ca4+2 nước, đúng không? Sai. Đun nóng làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cửu, sai. Làm mềm nước cứng có tính cứng ngậm, làm mềm nước cứng có tính cứng tạm thời thôi, đúng không? Vậy mình chỉ có hai phát biểu đúng. A. 107 ạ. Kim loại Fe phản ứng với lượng dư nào sau đây tạo thành muối sắt 3, HNO3. C. 108, chất nào sau đây tác dụng HCl và tác dụng NaOH thì nó là Al2O3, lưỡng tính nhá. 109, ở điều kiện thường chất nào sau đây là chất khí? Chất khí ạ. Ở điều kiện thường ạ, chất nào sau đây là chất khí hay không? Ethanol không nhá. Acid acetic không nhá. Glycerol không. Anhyd formic. 110, tính chất hoạt đặc trưng của kim loại đó là tính khử. C. 111, khí thải chủ yếu gây được hiện tượng mưa acid, nó là SO2. D. 112, muối nào sau đây dễ tan trong nước, nó là NaCl, nước muối. Ok nhá. Phải thật nhanh các em ạ. 113, trong các chất sau, chất có làm mềm nước cứng có tính cứng tạm thời ạ. NaOH là 1, CaOH là 2, Na2CO3 là 3, Na3PO4 là 4, 4 cháu. B. 114, phát biểu nào sau đây là sai. Thủy phân xác thu được hai monosaccharide xác nhau, đúng. Visco thuộc polyamid là sai. B. 115, phát biểu nào sau đây là sai. Trong dạ dày của động vật ăn cỏ sen bị thủy phân thành glucose nhờ enzyme amylocellulase, đúng này. Cơ thể người động vật tinh bột bị thủy phân thành glucose, đúng này. Tham gia phản ứng trắng bạc glucose thì hiện tính oxy hóa là sai, thì hiện tính khử. C. 116. 116. Thôi bây giờ lại chiến chậm này cho bạn nhìn nhá. 116 ạ.
Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi cũng như comment đáp án trong buổi học ngày hôm nay. Hãy chia sẻ lại buổi học này để ủng hộ thầy Minh nhá. Đây, bây giờ chậm. Dung dịch hỗn hợp gồm Fe, Cl2, Cr, Cl3 tác dụng với Na hoắt dư. Ta thu được kết tủa X Na hoắt dư nhá. Thì kết tủa chúng ta chỉ có kể là kết tủa Fe hoắt 2 lần thôi. Bởi vì là Cr hoắt 3 lần bị tan. Được chưa? Nung trong không khí thì ta thu được Fe2O3. Vậy Y chúng ta chỉ có Fe2O3. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. 17. Dung dịch axit acrylic không phản ứng với chất nào sau đây? Axit acrylic đây. Phản ứng với brom. Phản ứng Na hoắt. Đúng chưa? Phản ứng Na2CO3. Không phản ứng với MgNO3 hai lần. B. 118. Phát biểu nào sau đây là đúng? Thành phần chính của superphosphat kép thì chỉ có một thôi là CH2O4 hai lần. Không có CH4. Superphosphat đơn này sai này. Ure đúng này. C. 119. Chất nào sau đây nhiệt độ sôi cao nhất thì nó phải là ancol. Ancol nào có phân tử khối lớn hơn thì nhiệt độ sôi tốt hơn. Vậy nó là đáp án A. 120. Hỗn hợp nào sau đây tan hết trong nước dư ở điều kiện thường? Magie không, đúng không? Beri không. C. Ba và Na. 121. Kim loại nào sau đây có tính khử yếu hơn Mg? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt? D. Fe. 122. Tên gọi của anh này là gì ạ? Metin acetat. Đáp án đúng là đáp án D. Kèm nhá. 123. Oxit nào sau đây thuộc loại oxit acid? 123. Oxit nào sau đây thuộc loại oxit acid? CrO3. C. 124. Hợp chất nào sau đây thuộc loại amino acid? Amino acid là A. Kim loại sau đây là kim loại kiềm? C. K. 126. Chất nào điện ly yếu? HF. D. 127. Đun nóng este. Lượng vừa đủ dung dịch NaOH sản phẩm thu được CH3CONA. Bỏ. Bỏ. Và CH3OH. C. 128. Điều chế kim loại X khử oxit bằng CO. Vậy chắc chắn oxit này phải của kim loại đứng đằng sau. AL. Bỏ. 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 B. FeO. Ấm chưa? Ấm chưa? Ráp hóa học các em ạ. Ráp hóa học. 129. Điện phân nóng chảy chất nào sau đây điều chế kim loại canxi? Điện phân nóng chảy nhá. CaCl2. 130. Đốt cháy khí metan trong khí clo sinh ra muội đen và khí làm đỏ quỷ tím mẩm. Đỏ quỷ tím mẩm thì chắc chắn là có HCl. Nhưng muội đen ạ. Sinh ra muội đen ạ. Cái gì màu đen ạ? Muội đen thì chỉ có thể là gì? C thôi. Đáp án đúng chúng ta là A. 131. Tên quặng H2 chân. Đúng chưa? M3 chân. Đấy Fe3. Vậy nó là manhetit. 132. 132 ạ. Cho chất sao số chất trong cháy vừa tác dụng với NaOH và tác dụng HCl. Anh này tác dụng với NaOH để tạo thành NH3. Tác dụng HCl để tạo thành CH3CO. Anh này là muối amoni tác dụng với cả NaOH và HCl. CH5OH thì không tác dụng với NaOH. Anh này thì là este nên tác dụng với cả NaOH và HCl. Vậy còn sẽ có 3 anh. Đáp án đúng là đáp án B. 133. Nước thải công nghiệp. Được chưa? Thì để xử lý loại nước thải này cho để làm cho hạt lơ lửng keo tụ lại thành khối lượng lớn, dễ dàng tách ra, thì người ta sử dụng phèn chua các em nhé. Được chưa? Người ta sử dụng phèn chua. Được chưa? Phèn chua là tách các hạt keo. 134. Số phản ứng tạo thành hai muối. Anh này thì tạo thành NaCl và NaClO. Một anh này. Anh này thì tạo thành anh FeCl2 và FeCl3. Hai anh này. Anh này tạo thành KCl cộng MnCl2 cộng Cl2 cộng H2O. Ba anh này. Anh này tạo thành 4 FeCl2 thôi, bỏ. Đúng chưa? Anh này tạo thành mỗi anh CuNO3 hai lần thôi, bỏ. Anh này tạo thành K2S và Na2S. Vậy là 4 anh. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Chúng ta có tổng cộng 4 anh. Thầy livestream đến khi nào hết 200 câu nhá. Chiến hết 200 câu cùng tất cả các bạn và các em. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và ủng hộ thầy Minh. Hãy follow đặt xem trước thầy Minh để sáng sớm nào cũng chiến đấu cùng thầy Minh. Từ 5 giờ 15 phút sáng nhá. 135. Không tác dụng với Na-hoắt trong dịch. Lưu ý cho thầy cụm từ không tác dụng với Na-hoắt trong dịch. Anilin C. 136. 136 này. Hỗn hợp gồm CaO, CaO này, BaO này, Al2O3 này, Fe3O4 này vào nước, thu được dung dịch Y, X, chất rắn Y,
Chirani chắc chắn là F34. Dung dịch của chúng ta kiểu gì cũng sẽ có CA2 cộng, BA2 cộng và ALO2 trừ, bởi vì nó tạo thành dung dịch kiểm. Sục CO2 dư thì ta chỉ thu được kết tủa ALOH3 lần. Do là CO2 dư các em nhé, CO2 dư thì mình chỉ thu được kết tủa ALOH3 lần thôi, được không ạ? Chứ không có BaCO3, không có CaCO3 đâu, bởi vì kết tủa nó bị tan. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án B. 137, cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau? Đồng phân là cùng công thức phân tử, khác công thức cấu tạo, đúng không? Vậy đồng phân anh này là gì? C3H6O. Anh này cũng là C3H6O. Đáp án đúng là đáp án D. D các em nhé, đáp án chính xác đáp án D. 138, thành phần chính của quặng phosphorit, úi dồi ôi, là gì ạ? B, bò, Ca3, PO4 tất cả hai lần. 139, polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp? Trùng hợp thì nó là nitron, đi từ vinin cyanua. Đây ạ, nitron nhá, các em nhá, nhớ kỹ nhá, được chưa? Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em hãy nhiệt tình chia sẻ buổi học này và tác tất cả các bạn của em vào đây nhá. 140, trong môi trường kiềm, lòng trắng trứng albumin tác dụng với siêu hát hai lần cho màu tím. 141, số dịch pH lớn hơn 7 là môi trường kiềm các em nhé. pH lớn hơn 7 là môi trường kiềm. NaH là 1, KCl bỏ, Na2CO3 là 2, Na4Cl bỏ, NaHCl4 là bỏ. C. 142, chất làm mềm mẫu nước cứng. Chúng ta có Na3P4 là làm mềm mọi loại nước cứng, nên đáp án chính xác là đáp án C. 143, cho phát biểu sau, số phát biểu đúng là. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là. Khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính. Đúng. Đúng. NO2 và SO2 gây hiện tượng mưa axit. Đúng. Khi được thải ra khí quyển phenol phá hủy tầng ozone. Đúng. Morphine và cocaine là chất ma túy. Được chưa? NO2CO3 là muối trung hòa nhưng mà nó có môi trường là pH lớn 7 nhá. Morphine và cocaine là chất ma túy. Đúng. 4 cái nhá. 144. Cho CH3COCH5 và dung dịch NaOH sinh ra sản phẩm là. Nào. Cho CH3COCH5 vào dung dịch NaOH sinh ra các sản phẩm là CH3CONA và CH5OHG. 145. Khi đun nóng. 145 ạ. Khi đun nóng, khí CO khử được oxit kim loại đứng đằng sau nhôm A CO. 146. Phân biệt dung dịch phenol alkoxylic thì dùng thuốc thử nước brom. Phenol cho ta kết tủa màu trắng. Còn ethanol không hiện tượng. 147. Kim loại Fe phản ứng với dung dịch Fe 3 cộng là 1. CO2 cộng là 2, A cộng là 3. H2O4 đặc nguội là không phản ứng thụ động. MgCl2 là 0. Ta tổng cộng có 3 anh. D. 148. Số chất trong dãy phản ứng HCl. NH2-1, NH2-2, thằng này 0. NH2-3, anh này 0. Vậy ta tổng cộng có 3 anh. C. C các em nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Rất dễ ạ. Quá đơn giản. Quá, mất gốc thì phải sáng dậy lúc 5:15 sáng cùng thầy Minh nhá. 149 ạ. 149 ạ, phải thật nhanh các em ơi, 149 ạ. Mình đến câu 149 rồi. Cho dãy các chất, số chất trong dãy vừa tác dụng với dung dịch HCl với tác dụng NaOH. HCO3 trừ lưỡng tính 1, anh này không, anh này chỉ tác dụng NaOH thôi. Lưỡng tính 2. Muối amoni lưỡng tính 3. Al không lưỡng tính nhưng tác dụng được với cả HCl và NaOH 4. ALOH3 lần lưỡng tính 5. CRO2, OH2 lần 0. Tổng cộng chúng ta có 5 chất C. C các em nhá. Thầy có giải phun ở tất cả mọi bên luôn. Nào. 150. Các em ơi, mình chỉ còn 50 câu nữa thôi. Kinh khủng không? Ráp hóa đấy. Và để ráp như này. Úi dồi, cái gì đây? Vài ngày người từ liệt hóa đến 9 cộng chịu. Thế là thánh nhá. Chịu, không ai giúp được, không ai độ được. Được chưa? Sáng nào cũng 5:15 các bạn nhớ đặt follow thầy Minh nhá. Sáng nào 5:15 dạy ôn lý thuyết sáng sớm. 150. Hòa tan hết amon Al vào 2,5 amon NaOH. Al A cộng NaOH 2,5A. Vậy ta sẽ thu được Na AlO2 amon và NaOH dư là 1,5A. Đúng chưa? X làm quỳ thím chuyển sang màu đỏ là sai, màu xanh. Thêm 2 amon HCl vào dung dịch thì nó sẽ còn 0,5A. Đúng chưa?
thì ta sẽ thu được là 0,5 a mol tiết tụa. Sai. X không phản ứng với COS4. Sai, có phản ứng chứ. Sục CO2 dư vào thì ta chắc chắn sục CO2 dư thì mình sẽ thu được kết tụa ALW 3 lần a mol. Vậy đáp án đúng đáp án C các em nhé. Đáp án đúng là đáp án C. Thầy like sáng ở trên các kênh này các em, trên tất cả các kênh này của các em này. Các bạn đang theo dõi trên kênh nào thì thầy sẽ like ở trên kênh đấy. Full kênh 151 ạ. Nhận định nào sau đây là không đúng? Nước cứng làm cho xà phòng ít bọt, giảm khả năng giật lửa. Đúng. Nguyên tắc luyện gang là dùng chất khử COH2 khử oxit sắt thành kim loại sắt. Đúng. Fe dư vào AgNO3 chỉ thu được mối sắt 2. Đúng. Kim loại cứng nhất là chrome. Kim loại dẫn điện tốt nhất là bạc. Ô. Vậy. Đáp án nào sai? Căng chưa? Đáp án nào sai nào các em? Chọn một đáp án sai. Cho kim loại Fe dư vào ống dịch AgNO3 chỉ thu được mối sắt 2 là đúng này. Kim loại cứng nhất là chrome này. Kim loại dẫn điện tốt nhất là bạc này. Đúng mà. Nguyên tắc luyện gang là dùng chất khử COH2 để khử oxit sắt thành kim loại sắt này. Fe3 đâu? Fe dư mà. Đây nha, Fe mà dư thì Fe tác dụng với Ag cộng tạo thành Fe2 cộng cộng Ag. Fe dư thì Ag cộng hết mà. Thì thu được mối Fe2 là đúng. Đúng chưa? Úi giời đấy, bạn thì chọn A, bạn thì chọn B, bạn thì chọn C. Thế thì chốt lại đáp án gì ạ? À, chỉ thu được muối sắt 2 là sai. Đúng rồi. Chúng ta cũng còn thu được cả bạc nữa mà. Sai là C. 152 ở nhiệt độ thường HNO3 đặc có thể chứa được trong bình bằng kim loại nào? HNO3 đặc thì bị thụ động trong nhôm. Đáp án đúng đáp án C. 153, nhiệt phân hoàn toàn FeNO3 hai lần, nhiệt độ cao thì ta thu được Fe2O3. C. 154, tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo thì tơ visco và tơ acetat. A. Được chưa? 155, trộn bột kim loại X với bột sắt oxit được gọi là hỗn hợp Termit, vậy kim loại X chúng ta là Al. Đúng không? D. 156, ô nhiễm không khí, hai khí gây nguyên nhân ô nhiễm SO2 và NO2. D. 157, sáng dậy muộn này vẫn còn nhá, sáng dậy muộn vẫn còn nhưng mà chỉ còn phần thôi. Được chưa? Chỉ còn phần thừa thôi. Ok chưa? 157, tác dụng HCl hoặc CL2 không cho ra cùng một muối thì nó là Fe. Fe cộng HCl tạo thành FeCl2, mà Fe cộng với lại CL2 thì tạo thành FeCl3 cơ. Ok chưa? 158, chất không có khả năng làm xanh quỷ tím, không nhé. Amonoxan xanh, kali hydroxit xanh, lysine xanh, anilin không làm xanh. 159 ạ. Cho Fe tác dụng HNO3 đặc nóng thu được khí có màu nâu đỏ. Khí màu nâu đỏ là NO2. B. Ấm áp luôn các em nhá. Chiến đấu phải thật nhanh nhá. 160, kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất, ký hiệu hóa học là Wolfram. B. 161, chất không bị nhiệt phân hủy, Na2CO3. C. 162, anh này có tên gọi là glycine. B. Úi giời, ráp hóa nhanh quá, đề còn chưa kịp loát luôn. Đề còn chưa kịp loát các em ạ. Kêu nhau, phải như vậy mới thắng được. Thầy xóa thì thầy bật lại cái. Ráp hóa nhanh quá. Thế này ai đú được nhờ. Đến câu bao nhiêu rồi? 160 mấy rồi. Nào làm miếng nước xong lại ráp tiếp. Ô vẫn chưa loát được 163. 163 lỗi rồi, à 163 lên rồi. Côn đồ trên đề hóa. Rồi cảm ơn các em. Chiến đấu thật nhanh nhá. Phải thật nhanh. Bạn nào mà chưa biết thì các em chú ý rằng là sáng nào thì mình cũng live stream chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em từ 5 giờ 15 phút sáng nhá. Từ 5 giờ 15 phút sáng thì mình chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em trên Hóa học Thầy Minh Mierlin. Được chưa? Nhớ follow Thầy Minh nhá, nhớ follow Thầy Minh nhá. Để không bỏ lỡ bất kỳ một buổi live nào. 163. Trong kim loại thì trong công nghiệp kim loại nào sau đây chỉ được điều chế với điện phân nóng chảy Na. 164. Sắt bị ăn mòn trước thì sắt phải mạnh hơn. 1. Có, thằng này kẽm bị ăn mòn. 3. Có, khi nào 3 cần mua áo giáp sắt nên sang. Cái này có, vậy là 3 anh. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Đáp án đúng đáp án B. B bỏ các em ạ. Câu 165. Một số hợp chất hữu cơ mạch ở V
phân tử là 60 trong các chất trên số chất tác dụng với Na. Úi dồi ôi, câu này hay. CH3COOH tác dụng Na. Được chưa? Phân tử khối 60 mà. C3H8O3 cũng phân tử khối 60. Đúng không? Không phải. C38O phân tử khối 60. Thì anh này thì nó sẽ bao gồm hai chất. Anh này nó sẽ bao gồm hai chất. Là gì ạ? Là anh này, CCCOH. CCCOH. Ok chưa? Ok chưa? Đấy nhá. Rồi. Tiếp tục ạ, tiếp tục ạ. Thế là mình có hai anh nhá. Bây giờ ba anh chứ, 1 2 3. Liệu bây giờ mình có gồng được lên 4 anh không? HCOCH3 không tác dụng với Na. HCOCH3 không tác dụng với Na, xem nào. CHO CH2OH C2H4O2. Cháu này tác dụng với Na. Vậy chúng ta có tổng cộng 4 chất. Rất hay luôn. Chốt của chúng ta đó là đáp án D các em nhá. Chốt là D. Quá xịn. 166 ạ. Hỗn hợp X gồm Fe2O3, Fe2O3 này, ZnO này, Cu này, tác dụng HCl. Thì ta thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Dung dịch Y Fe2O3 vào trong HCl thì chắc chắn thu được Fe dương 3. ZN và HCl thì thu được ZN dương 2. Nhưng Fe dương 3 tác dụng với Cu để tạo thành Fe dương 2. Do đề bài nói còn phần không tan Z nên chắc chắn Cu dư. Đấy, nên trong dịch chỉ tồn tại F E dương 2 thôi. Y tác dụng với NaOH thì chắc chắn mình thu được kết tụa là FeOH 2 lần. Chú ý là dư nên ZnOH 2 lần bị tan hết nhá. Dư nên ZnOH 2 lần bị tan hết nên chắc chắn chúng ta chỉ thu được kết tụa là FeOH 2 lần thôi. Và gì ạ? Và gì nữa? Cu dư nên trong này có Cu2 cộng nhá. Nên mình có cả kết tụa CuOH 2 lần. Nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, FeOH 2 lần và CuOH 2 lần. Kèm nhá. Đấu cháy làm sao được máy. Ngon lành luôn. Vừa nãy là cái nó báo là pin yếu. Không sao. Sắp xong rồi. Còn 20% pin nhá. Gồng vù phát là hết. Rồi, rất là cảm ơn tất cả bạn và các em. Hãy nhanh tay chiến đấu cùng thầy Binh nhá. Comment đáp án phải thật nhanh nhá. Phải thật nhanh nhá. Đâu, câu này dễ mà đây. Fe2O3 này, ZnOCu này thì bọn này tác dụng HCl này thì chắc chắn là mình sẽ thu được dung dịch Y là Fe3 cộng nhá. Fe3 cộng cộng với Cu dư thì tạo thành Fe2 cộng và Cu2 cộng. Có ZnO2 cộng. Nhưng mà khi vào tác dụng với NaOH thì lưu ý rằng là Fe2 cộng cộng OH trừ tạo thành FeOH 2 lần. ZN thì bị hòa tan, ZnOH 2 lần thì bị tan mà. Cu2 cộng cộng với OH trừ tạo thành Cu2 2 lần. Nên đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B, 167. Giải các chất đều tham gia phản ứng thủy phân trong dịch H4 loãng. Ni lông 6 là 6 là 1, ni lông 6 là 2, amylose là 3. Được chưa? Ý B bỏ polystyrene, ý C bỏ polyethylene, ý D bỏ polyvinyl chloro. Đáp án đúng là đáp án A, 168. Dẫn khí CO, CO chỉ khử được các oxit của kim loại đứng đằng sau gì? Đứng sau nhôm thôi. Nếu mà chất rắn ta còn Cu này, Al2O3 này, CaO này, MgO này, khi nào ba cần mua áo này. Số mol bằng nhau nhá. Được chưa? Hòa tan A và số mol bằng nhau đây là 1 1 1 1 thì anh vẫn giữ nguyên 1 1 1. Cu thì vẫn là 1, đúng không? Hòa tan vào nước H2O thì chắc chắn CaO tạo thành CaO 2 lần. Đúng chưa? CaO 2 lần cộng với Al2O3 tạo thành CaAlO2 tất cả 2 lần. Vậy đúng là một tan hết. Vậy ta chỉ còn chất rắn là Cu và MgO mà thôi. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án gì? Cu và MgO các em nhá. Câu 169 ạ. Có các phát biểu sau đây. Số phát biểu đúng là Cu khử được Fe sai, Cu không đẩy được em. Thạch cao nung được dùng để đúc tượng bó bột khi gãy xương làm phấn vết bảng, đúng. SO3 được tác dụng với nước tạo thành hai axit, sai, một axit thôi. AlOH 3 lần tác dụng được với nước, tác dụng đối với dung dịch NaOH và tác dụng với HCl, đúng.
siêu vi 4 khan này phát hiện dấu hiệu vết nước trong chất lỏng, đúng, mình có 1, 2, 3 cháu. C. C ạ. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C, 170 ạ. 30 câu nữa các em ơi. Chiến đấu để chiến thắng nào. Sáng nào thì anh like lúc 5 giờ 15 phút. Chiến đấu bên cạnh thầy Minh nhá. Comment nào. Rất thầy Minh rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và comment đáp án trong buổi học ngày hôm nay. Cái việc và các em comment đáp án ấy, đấy là một nguồn động lực để thầy Minh có thể chiến đấu sát cánh cùng với tất cả các bạn và các em. Liên tục 30 ngày liên tiếp. Nào. 170, số chất trong dãy là mất bằng dung dịch nước brom. Metan 0, etin 1, etien 2, ethanol 0, ethanoic 0, propanoic có 3, benzen 0, alanin 0, phenol có, triulin có. 1 2 3 4 5 cháu. Đáp án đúng đáp án A. 171. 171 ạ. 171, 171 đáp án gì ạ? Và số chất phản ứng với nhau từng đôi một thì số chất khí thu được là Al không tác dụng với FeS nhưng Al tác dụng với HCl thì thu được khí H2. Al tác dụng với NaOH vẫn thu được khí H2. Được chưa? Số chất khí thu được, có thể thu được thì vẫn là H2 nhé. Được chưa? Al không tác dụng với NH4 2 lần CO3 xong, FeS tác dụng HCl thì ra được H2S. FeS không tác dụng với NaOH, không tác dụng với NH4 2 lần CO3. HCl tác dụng NaOH không sinh khí, HCl tác dụng với NH4 2 lần CO3. NH4 2 lần CO3 thì sinh khí CO2 3 khí. Được chưa? NaOH tác dụng với NH4 2 lần CO3 thì sinh khí NH3. Vậy chúng ta tổng cộng thu được 4 khí các em nhé. Tổng cộng chúng ta thu được 4 khí. Đáp án chính xác chúng ta đáp án B. 172 ạ. Tiến hành các thí nghiệm, số thí nghiệm tạo thành kim loại là bạc cộng cộng Fe2 cộng tạo thành Fe3 cộng cộng bạc một cháu. NH3 qua ống sứ đựng CuO ta thu được Cu hai cháu. Al vào Fe3 cộng dư không thu được kim loại mà chỉ thu được nhôm 3 cộng và Fe2 cộng. K vào Cu thì ta chỉ thu được kết tủa nhá. Ta chỉ thu được kết tủa là kết tủa CuO 2 lần. Vậy ta sẽ có 1 và 2, hai phản ứng B. 173. 173. Cho các phát biểu sau. Cảm ơn Phạm Thị Ánh nha. Bạn Ánh comment chuẩn đấy. Rất tốt. 173 cho phát biểu sau. Số phát biểu đúng là chất béo là trieste của glycerol với axit béo, đúng. Glucose thuộc loại monosaccharide, đúng. Tất cả các peptide đều có phản ứng màu, sai. Nó phải đi từ tripeptide trở lên. Dung dịch xác không tham gia phản ứng trắng bạc, đúng. Vậy ta có 3 phát biểu đúng. A. 174. Cho các chất, số chất vừa tác dụng NaOH vừa tác dụng HCl. Nhôm có. Nhôm có. AlCl3 không, ZnOH 2 lần có 2 cháu, HCO3 có 3 cháu, K24 không, NaOH có 4 cháu, FeNO3 2 lần tác dụng được với NaOH nhá, cũng tác dụng với HCl, do nó có NO3 trừ H cộng với Fe2 cộng, 1, 2, 3, 4, 5 cháu, đáp án đúng đáp án D, D các em ạ, chính xác chúng ta là đáp án D, rất tiếc chưa buồn với tất cả các bạn đã chọn A, câu 175, câu 175 ạ. Cho các chất, nếu nung các chất trên đến khối lượng không đổi trong bình kín không có không khí, rồi cho nước vào các bình thì số bình có thể tạo lại chất ban đầu sau thí nghiệm là AgNO3 là 1 có, CuNO3 lần 2 có, MgCO3 thì nung nhá, thì mình thu được MgO và CO2, đúng chưa? Rồi cho nước vào thì MgO này, MgO tác dụng được với CO2 đúng không? Có. CaCO3 thì ta thu được MgO. MgO không tác dụng với nước đâu. MgO không tác dụng với nước nên anh không được. Đúng chưa? CaCO3 thì thu được CaO. CaO tác dụng với nước để tạo thành CaOH lần. CaOH lần cộng với CO2 có. BaHCO3 tương tự có. Đúng chưa? NH4HCO3 thì nung lên mình thu được NH3. Và khí là khí CO2. Cho nước vào thì thu được là dung dịch NH3. CO2 thì không tác dụng. Đúng không? NH4, NH3 thì càng không. FeNO3 2 lần. FeNO3 2 lần có. Đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cháu. C. Rất ngon này. Câu 176. Hiệu ứng nhà kính CO2. 177. Số chất phản ứng được với CO2 2 lần. 177. Số chất phản ứng được với CO2 2 lần. C3, CO2 là 1. OH đa kề 2. OH đa kề 3,
glucose huyết áp 4, sắt huyết áp 5, anh này 0, albumin 6. Được chưa? 6 chất C. 178, dãy các chất đều làm quỷ tím ẩm chuyển thành màu xanh, anilin không đổi màu, glycine không đổi màu, valin không đổi màu, tất cả bọn này là xanh. D. 179, chất không sử dụng làm phân bón hóa học. BaSO4 không sử dụng được bởi vì anh này là chất kết tụa, thả vào là toang luôn. 180, chất tham có khả năng tham gia phản ứng trắng bạc là anhít acetic B. 181, dung dịch BaHCO3 lần phản ứng với dung dịch nào sau đây không xuất hiện kết tủa? Có kết tủa không là CHCl. 182, chất vừa tác dụng với NaOH vừa tác dụng với HCl. Lưỡng tính NaHCO3. A. 183, chất làm mềm nước cứng vĩnh cửu Na3PO4. 184, trong công nghiệp hai kim loại được điều chế bằng phát điện phân nóng chảy hợp chất của chúng Na và Al. D. 185, tơ nguồn gốc từ sen thì nó là tơ acetat đúng không? Cho bằng sen tác dụng với lại CH3CO tất cả hai lần O. 186, cặp chất cùng tồn tại trong một dung dịch là không phản ứng với nhau. Có phản ứng. Không C. 187, dung dịch pH nhỏ hơn 7, môi trường acid. D. 188, số chất làm mất bằng dung dịch brom ở điều kiện thường, styren là 1, phenol là 2, anilin là 3, toluen 0, metinacetat 0, ba cháu. C. 189 ạ, phải thật nhanh ạ. Có thể dùng một hóa chất để phân biệt Fe2O3 và Fe3O4, dùng HNO3 đặc. Fe2O3 không có hiện tượng gì hòa tan, Fe3O4 có khí bay ra. 190, cho các kim loại sau, số kim loại tác dụng với H4 loãng. Cu0, ZN là 1, Ag0, Al là 2, Fe là 3. Ba cháu, đáp án B. 191, phát biểu không đúng ạ. 191, phát biểu nào sau đây là không đúng? Tinh bột, sen là đồng phân nhau, sai. Đồng phân của glu và là fructose đúng, vậy sai là A. 192, số chất cùng công thức phân tử C3SO2 tác dụng với NaOH nhưng ít tan trong nước, vậy nó là este. Este này C3SO2 mình có 1 cộng 1 0 cộng 2, 0 1 2 chỉ có 1. 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, vậy có 2. B. 193. Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong HCl dư. Fe3O4 hòa tan trong HCl dư thì thu được hỗn hợp dung dịch X gồm FeCl2, FeCl3 và HCl dư. X đấy. Đấy chưa? Cho bột Fe dư vào X thì chắc chắn chúng ta sẽ thu được FeCl2, chứa chất tan là FeCl2 mà thôi. Đáp án B, do dư bột Fe. Kèm nhá. 194, dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi, vậy đứng cuối cùng phải thằng axit. Được chưa? Đáp án A. 195, hỗn hợp FeNO3 2 lần và Al2O3 và H2O4 loãng, sắt 2 cộng NO3 trừ H cộng, chắc chắn mình thu được Fe3 cộng. Al2O3 và H4 loãng thì chắc chắn thu được Al3 cộng. Dư thì mình sẽ còn có H cộng và SO4 2 trừ nữa. Đúng chưa? Cho tác dụng với KOH dư thì thu được kết tủa, chúng ta chỉ có kết tủa FeOH 3 lần mà thôi. Do là Al3 cộng với KOH thì kết tủa AlOH 3 lần bị tan trong KOH dư. Nên đáp án đúng là đáp án gì? 196 ạ. Để phân biệt tinh bột và sen, để phân biệt tinh bột và sen thì ta dùng gì? Tráng bạc không được, thủy phân không được, phản ứng với dung dịch iốt. Đáp án gì? 197, công thức của sắt 2 hydroxit FeOH 2 lần. C. 198, nhôm bị thụ động trong hóa chất nào sau đây? Thì nhôm bị thụ động trong HNO3 đặc nguội. D. 199 ạ. 199 nào các em ơi. 199. Acid benzoic. Đáp án đúng là đáp án B. 200. Câu cuối cùng của bài học ngày hôm nay ạ. 200 ạ. Trường hợp nào sau đây xảy ra quá trình ăn mòn điện hóa hai điện cực khác nhau mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất đại ly? Nó chỉ có thể là để đoạn dây thép trong không khí ẩm. Đấy. Các em thấy xịn chưa? Các em thấy xịn chưa? Ok. Hello. Hello tất cả các bạn và các em. Hello. Chào mừng tất cả bạn và các em đã đến với buổi live của thầy Minh Mialin. Chào mừng tất cả bạn và các em đã đến với buổi live của thầy Minh Mialin. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi buổi học ngày hôm nay và nhiệt tình comment đáp án. Ngày nào thỉnh live mà, sáng nào live 5 giờ 15 phút hết. Sáng nào dậy sớm học bài.
Gần thi thì ngày nào cũng like luôn. Ngày nào cũng like. Tối nào cũng like, tối nào cũng chiến. Sắp thi là tối nào cũng chiến. Sáng nào cũng 5 giờ 15 phút nhá. Các bạn nhớ là đặt nút chuông follow thầy Minh để theo dõi tất cả các buổi học của thầy. Được không ạ? Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và ủng hộ thầy Minh. Hãy lên fanpage của thầy Minh Mia Liên Hoa Học để nhận quà nhá. Và buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Sáng nào online mà, sáng nào online 5 giờ 15 phút dậy sớm học bài. Từ giờ cho đến hôm thi luôn. Được không ạ? Thầy có một món quà to đùng để tặng cho tất cả bạn và các em. Lên thầy Minh Miên Liên Hoa Học nhận nhá. Bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.